Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên đây 0348308843. Rồi theo dõi kênh, bấm vô đăng ký nha để được cập nhật mấy video mới. Khách mua hàng lần đầu bên em thì chú ý ha, em nhận chuyển khoản rồi gửi hàng, không nhận cọc nha mọi người. Tại vì nó quá nhiều rồi, chứ giờ nhận nó nhiều quá là chưa xài hết. Rồi hôm nay là video 218 ha. Mình chốt hàng thì liên hệ và thông báo mã số nó có trên từng cái món hàng nè mọi người. Nè, ví dụ như mã số 10 ha. Đó. Rồi hôm nay em về được cái có hai cái đồng hồ quả quýt Mỹ Nhật nè, máy Nhật còn rất là đẹp. Như được một cái cân treo của Yawata Nhật như mới luôn, rất là đẹp. Rồi, đầu tiên là cái đồng hồ này, quả quýt nắp bọc hiệu nó nè, này máy Nhật nha mọi người, chạy pin. Đó, bên ngoài nó làm cái họa tiết này rất là nhìn rất là hay. Con hươu. Đây, mặt nó là lòi dạng mặt kính hồi xưa, nó lòi lên mọi người, không phải là thủy tinh, nó bằng giống như mica này, nhưng mà nó rất là trong. Này, kính hồi xưa thì nó không phải thủy tinh. Mặt đồng hồ 35 ha, chạy chính xác giờ nha. Độ dày nó là 15 mm. Rồi cái số 1 này, mã số 1 ha, 450.000. Tiếp theo con quả quýt nữa này. Con này nó nhỏ mỏng hơn con kia. Con này cái thương hiệu nó là A3, cũng là của Nhật, chạy pin luôn ha. Cũng là cái mặt lòi dạng xưa. Này, ngoại hình xung quanh đó nè, mọi người xem kỹ ha, quay rất là chi tiết luôn, cận cảnh nó mặt đích. Rồi, chạy chính xác giờ nha, chạy pin luôn. Size 32 ha, size mặt kính là 32, dày 8 mm. Rồi cái quả quýt này mã số 2 ha, 400.000. Tiếp theo con đây, cái máy tính nha mọi người, máy tính Made in Japan luôn, Casio ha, nó làm trong cái bao da Casio nè, Nhật, Casio Computer nè, công ty sản xuất máy tính Made in Japan, xài pin đây, nó còn rất là đẹp nha. Nút bấm rất là nhạy, nút cái dạng này nó làm rất là nhạy. Đây mình xài được, mình xài là 4 viên pin kiểu đồng hồ, pin chơi tường đồng hồ. Cái này nè, bỏ vô thử ha.
nó làm một hướng cho mình dễ bỏ luôn nè. Bên đây là trừ nè, bên đây cộng nè, cứ bỏ vô thôi, không cần phải coi, cứ thấy có lò xo là nó cực trừ ha. Rồi đây là công tắc on, nó chưa ăn pin, đây ăn pin này đó, cái lắp pin này mình phải xoay xoay cho nó ăn ha, chói quá, cái đèn nó hay chói mọi người đó, bên ngoài thì nhìn rõ, nhìn nó rõ nè. Bên ngoài nhìn rõ nha mọi người, ngoài nhìn đèn nó xanh rõ, cái này do cái đèn ở trên nó chói xuống mình không thấy. Đây nó là nét chữ nó màu xanh lá cây rất là rõ, số 0 nó nhỏ xíu nha mọi người, số 0 nó thiết kế rất là ngộ. Đó số 0 á, còn chạy ok nha, tính ok chính xác. Cái này nó có hai dấu bằng, không biết công dụng là gì nữa. Lạ lạ nè. Đây có lỗ cắm nguồn nữa nhưng mà không có nguồn để thử ha, không biết nó nguồn nó cắm, hình như là nó mình có thể xài nguồn hay cho xài pin ha, không đoán như vậy thôi, tại không có nguồn nên không có thử cái này ha. Nè, nguyên cái bao luôn của nó. Máy tính mã số 3 nha, 300.000. Rồi, tiếp theo giờ được một cây đục. Hàng chuẩn bên Nhật ha, nè, mã vạch của Nhật. Đục 13mm nha, bề ngang nó 13mm nè, nó để luôn nè. Máy tính chưa xài. Quá đẹp. Đó, khoảng 13. Đây, chính xác luôn không? Chiều dài. Dài cỡ 18 à, 17, 18 gì. Rồi, cái đục Nhật này mã số đục tròn nha mọi người, đục tròn, đục lõm á. Mã số 4 ha, 250.000. Đây, con treo của Nhật. Khá nặng luôn á. Nó là nguyên cây này khá nặng luôn á. Mà mới tin nha mọi người, chưa xài luôn nè. Thiếu cái giấy gói lại thôi. Yawata thương hiệu Nhật, 100kg nha, cái này cân được 100kg. Cái mức chia nhỏ nhất nó là đây, cân từ 1kg, mức chia nhỏ nhất là 1kg. Một vạch nó là 1kg nha mọi người, chuẩn xác luôn ha. Cân Nhật rất là chính xác, lò xo nó rất là bền luôn, xài chục năm nó vẫn bền, huống chi là cái này nó gần như mới chưa xài nè, không có gì phải chê luôn. Kích thước này
cái đường kính nó là tới 49 50 cm, 50 mm 5 cm. Đường kính của này quá đẹp. Rồi, cái căn treo này mã số 5 nha, 700.000. Rồi tiếp theo về cái đai an toàn nữa. Thắt lưng an toàn của Nhật. Cái này còn đẹp nè. Cái này nó dính sơn mọi người. Cái này có sợi gòi á, nó leo, nó sơn nhà, sơn cửa gì hay sao á. Nè, dính sơn nè. Fuji Denko nha, và Nhật. Rồi, đó, lưng nó đơn giản như vậy thôi. Dây này dài ra tầm 1 mét. Nguyên rồi. Rồi, thắt an toàn này mã số 6 nha, 400.000. Rồi, số 7 nè. Đây là cái bộ cưa mới tinh nè, chưa sử dụng. Này cưa sắt góc hẹp nha mọi người. Nè, như hình là mình cũng phải biết nó dễ sử dụng. Nè, đặc biệt nó cưa như vậy được nè ha. Cái cưa sắt mình bình thường mình đúc như vậy không có được. Đó, nó hay đúc bên trong luồn ra cưa. Cưa sắt, cưa gỗ ha, cưa ống nước, cưa nhôm. Cưa con ốc inox luôn nè. Là ban nha. Cưa dây xích luôn nè. Ống sắt gì cưa hết. Cái lưỡi nó đa năng. Rồi một bộ là một lưỡi nằm trong cái hộp này mọi người. Nguyên bộ mới tinh, chưa xài. Ở đây em bán là kèm theo một cái lưỡi của Nhật luôn, cũng hai cặp bon ha, lưỡi cao cấp cưa sắt nè, lưỡi chất carbon đó. À, nó để nè, gắn vô đây cưa ha, hoặc là mình gắn vô cây cưa sắt, mình có cây sắt mình gắn cưa sắt ha. Mấy lưỡi này đặc biệt nó cứng thì cứng đó, nhưng mà nó rất là giòn nha mọi người, mình tác động mạnh là nó gãy á, nó chỉ là nó để cưa cứng. Đặc biệt nó là cái đặc tính nó như vậy, nó rất là giòn nha. Bẻ ấy cái là gãy. Nó rất là bén. Đó, một bộ một lưỡi nha, hai lưỡi, tính ra là được hai lưỡi một bộ. Rồi mã số 7 nha, 300.000. Bộ cưa sắt. Rồi ở đây em về được cái bộ móc khóa cũng là gắn vô đai an toàn nè mọi người. Cái này móc lớn nè. Móc lớn mình phải gắn nhiều vị trí. Để mở nó ra. Xe ra luôn. Máy tinh chưa xài. Móc này nè. Đây nó là móc này mọi người. Một cái đầu móc với một cọng dây dài ha, dài 70 cm, gắn vô cái thắt lưng. Mình có sẵn thắt lưng thì mình mua cái này thôi, mình gắn vô cái thắt lưng là mình leo trèo nó an toàn. Leo tới đâu mình máng thì có nó, mình không sợ bị té. Nó có hai cái phe để bắt vô thắt lưng luôn mọi người. Này thắt lưng nè. Còn này thắt lưng để
khi mà sử dụng á, không sử dụng nó thì móc lại trở lên dày nè, đó móc lên cái lưng quần mình đó. Ở đây móc vô thắt lưng nè ha, đầy đủ bộ luôn đó, có thắt lưng là gắn vô thôi, quá tiện lợi. Đây dây này dài 70 ha, 70 cm. Rồi bộ này mã số 8, 350 ngàn. Đây dây inox, dây xích inox nha. Em có hai cái khóa, cái này là inox hết đó mọi người, móc cũng inox luôn nha, dây xích cũng inox, inox chầm chầm. Xích này 6 ly ha. Mắt xích nó dày 6 ly. Mấy cái móc khóa này cũng 7 ly, khóa dày hơn tí. Xích với khóa nó dày hơn tí ha. Đây là móc đồ nặng, 6 ly là móc đó. Kéo hơi bị nặng á. Ở đây gồm có 4 cái khóa ha mọi người nè. Như mình là 4 cái khóa nè. Khóa này phải mở ra nha. Đó. Mở ra và khóa lại. Khóa nè. Khóa này nối xích á. Đây, bây giờ. Nó là một cọng xích dài. Rồi cọng này nó chúng ta được. Rồi này tầm 1m2 mọi người. Rồi đúng 1m2 luôn ha. Đó, 1m2 với lại hai cái móc khóa ha, ba cái nối, bốn cái nối như vậy nè. Rồi. Rồi bán nguyên bộ mọi người, không có bán rời ra nha. Nguyên bộ này 650, mã số 9. Xích inox. Rồi tiếp theo cái ép tỏi này. Tỏi Nhật này. Tên Nhật này. Đây đặc biệt nó có hai ngăn ha, ép hai ngăn. Ngăn cái lỗ nó tròn, lỗ nó hình lưới nè. Hai đầu ép nè. Còn đẹp. Đó, ép lượt hai loại cũ ha. Củ tỏi, củ ớt rồi trái ớt, nó bự bự, cầm rất là vừa tay. Kích thước rồi mã số 10 ha, 250. Rồi đây cái này đọc nè, cái này cho mấy bác nào thích chơi phong lan ha. Cái bình tới phun sương nha, của Nhật, dung tích là 1.3 lít đây, bình inox chầm chầm luôn, đây, không có hết, inox với đồng nè, cái cốt bằng đồng luôn nè, à. Cốt da bơm, đây là cái ống bơm, bơm nó sẽ nén hơi vô, xịt rồi nó nén hơi vô, đó xịt vô đây ha. Nó một chế độ thôi nha mọi người. Cái bét này nó rất là nhuyễn nè. Bét này là bét phun sương, rồi xịt ra là nó sẽ phun một cái khoảng sương ở đây nè ha. Phun mịn á. Phun như tới phun lan này kia. Mình cầm mình tới hoặc là để y gì nó sẽ tự nó phun lên trên. Phun gần vậy nè.
hay là để chế nước vô, phun nước hoặc là dung dịch thuốc này kia cũng được. Đây là đồng hao nữa hả? Đấy nè, cái đáy bình nó đẹp. Rồi mã bình này 10, bình xịt này 11 ha, 600.000. Bình phun xương. Rồi 12, đây cái này cái dây mài khuôn. Mà dây này nó bị vấn đề mọi người. Nhưng mà nó không có còn liền. Là nó vấn đề nó vậy. Gơ thì cũng không gơ mấy. Chung còn được. Mà nó bị đảo nè. Đó, nó đảo rồi mọi người. Không có, nó không còn chính xác. Cái này mọi người phải khéo tay mình gò lại. Gò cái cốt này lại nè. Mình vỗ cái cuốc lại, nắn cái cốt lại. Nó sẽ ngay tâm. Đảo tứ. Đó, nó đảo. Kẹp 6 ly nha, này cũng 6 ly. Dây này dài cỡ gần mét. Dây chất lượng. Cái này do vận chuyển á, giờ nó bị đè lên á, nó bị đảo, bị cong. Rồi mã số 12 ha, 350.000. Rồi cuối cùng là cái dây để cẩu hàng. Đây dây cẩu hàng này. Dây cẩu hàng ha, 1 tấn. Dây tải 1 tấn. Mà nhìn cái móc bằng sắt bự nữa ha. Đặc biệt nó co giãn luôn. Nó làm rất là đặc biệt để mình quấn đồ luôn ha. Co giãn. Quấn hàng vô, những cái hàng đặc biệt mình cần dây nó im mà nó lấy mình cẩu bằng cái này ha. Quấn nó lại và kéo lên. Cẩu lên. Dây này nó rút lại thì nó cỡ 1 mét. Rút về cỡ 1 mét ha. Kéo dài ra thì nó. Dài ra nó dài lắm á, cỡ mấy 3 mét. Rồi dây cẩu này 250 nha, mã số 13. Này giá hành lý á mọi người. Cái đợt này lúc trước có đăng rồi. Em gửi ra. Rồi em kết thúc video nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại.